Đó là đối tượng Nguyễn Thanh Danh, 24 tuổi, trú tại xã Cao Thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắc. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 12 tháng 7, danh cầm theo một con dao đi vào khu vực rẫy ở thôn Cao Thành xã Cao tìm tài sản của người dân sơ hở để trộm cắp. Khi đi đến đấy của gia đình ông Nguyễn Hùng Lý, 49 tuổi, danh nhớ lại chuyện trước đây, ông Lý nói với bố của danh biết chuyện danh thường xuyên đi trộm cắp tài sản. Vì bực tức nên danh đã cầm dao chặt sắt gốc 12 cây sầu riêng. 4 năm tuổi và 6 cây cà phê 2 năm tuổi với tổng giá trị tài sản thiệt hại khoảng 25 triệu đồng. Chặt phá xong danh lên xe máy đi về nhà. Sau 3 ngày tích cực điều tra bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Buôn Ma Thuột đã làm rõ được danh là người gây ra vụ việc trên. Được biết năm 2018, danh từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc tại trung tâm cai nghiện tỉnh Đắk Lắk.